Rồi, mình Chiến Công Thành Bá xin chào anh em ở toàn quốc và các bác đang xem video. Bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh và bấm cái chuông bên phải, bên chuông thông báo đó anh em, để được cập nhật những sản phẩm mới về của Chiến nha. Và sau đây em xin phép là test con Sansui Receiver 8080, là lần anh của 8080DB. 8080DB là phiên bản nâng cấp của 8080. 8080 đắt hơn 8070 nha anh em, và tiếng cũng hay hơn nữa nha. Qua đời 80 là nó, 80 là hãng bỏ mẫu 7070. 70 nó nhỏ hơn này nha anh em. Còn dòng 80 trở lên là nó gấu nó đẹp hơn. Và giá của em này em bán là 2-3 triệu và gửi cho bác khách ở Hà Nội luôn. Anh nhắc đây. Anh nhắc ở ngõ 88 Trần Quy Cáp Hà Nội. Yêu cầu là chuyển điện 220 và em có chuyển điện rồi. Đống điện nó sáng đẹp lắm anh em. Đống điện 220 sáng đẹp luôn. Rồi. Sẽ đây. À, em test sản phẩm và hiện tại em vẫn bên em vẫn còn 8080DB 2 con, 9090 2 con, 90DB thì có tới 4 con lận và nhiều sản phẩm khác nữa, rất là nhiều. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ về số điện thoại đó nha. Rồi mời anh em thông âm nha, anh em nghe liên khúc nha. Con này là thiếu thùng xốp thôi anh em, rất là mới luôn, hàng bên em tiếng rất là mới luôn, anh em khỏi lo, ở xa cứ yên tâm mua hàng của Chiến nha. Đấy, em quay rất là chi tiết nha. Và mình sẽ hướng dẫn bác cách đấu nối nha. Hiện tại là em đang đấu nối táp Fly 1 nha. Nên nếu đấu đường táp vào là mình phải dàn qua này nha.
tâm một thì dạng quanh này, đặc biệt khi mình đấu táp thì đèn nó sáng hơn, hết tất cả nó đẹp. Còn đấu đường AOX thì đèn này nó sáng đường này này thôi. Muốn đẹp thì đấu đường táp một nha. Em đang đấu táp một đây. Đấy. Táp một play. Còn đường AOX đây. À, series máy là 20492. Đấy. Đấu được tâm một dạng qua đây hát này. Họ bấm xuống play rồi. Rồi, mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên nha. Em ship hàng toàn quốc, hàng thì anh em yên tâm.